Nguyệt Đăng Tam Muội, quyển 9. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Vào thuở xưa, lúc ta tu hành, làm vua hiệu là Dũng Kiện Đắc. Bấy giờ có thành tên Trân Bảo, nhà vua ra thành ngắm vườn cây, ngồi trên xe báu gặp tỳ kheo, đang chánh đặc biệt rất vi diệu, và hai tướng tốt tự trang nghiêm, ánh sáng chiếu khắp cả mười phương. Hiệu Thiện Hoa Nguyệt đến các thành, an trụ từ bi làm lợi ích, vì cứu chúng sinh nên vào thành, công đức oai lực rất đoan nghiêm. Lúc đó sắc ta không bằng ngài, liền khởi tâm ghen ghét tăng thượng, bị ái dục vô minh trói buộc, sợ tỳ kheo ấy đoạt ngôi vua. Thuở ấy ta có ngàn người con, ngồi trên xe báu tháp tùng ta, dùng các mã quý để trang nghiêm, đi như các thiên tử đao lợi. 500 thiên tử trong số ấy đều mang hài mani diệu bảo, trang nghiêm bằng mão báu anh lạc, có lưới vàng phủ lên trên xe, có 8 vạn thệ nữ quyến thuộc, thể đều tuyệt đẹp thật diễm lệ. Ngồi trên xe báu thấy tỳ kheo đoan chánh giống như núi Tu Chi, họ thấy đều tưởng như cha mình, đồng phát tâm vô thượng bồ đề, theo ngài để tu hạnh thanh tịnh, cởi ngọc anh lạc chân tỳ kheo. Ta liền sinh tâm càng ganh ghét và sinh tâm tức giận uế trượng. Nhà vua mê loạn bảo các con hãy giết tỳ kheo trước mặt ta. Các con nghe cha bảo như vậy, hết sức buồn rầu thưa với cha: Xin cha chớ nói lời như vậy, chúng con không thể giết vị ấy. Dù ai có giết hại chúng con, trải qua hằng xa nhiều ức kiếp, cũng không thể giết pháp sư này. Bởi nhờ ngài nên phát tâm đạo, chính nhờ ngài con phát tâm này, con nguyện thành Phật nhân trung thắng. Người đến Bồ Đề không làm ác, chúng con đều là con của Phật. Vừa nghe các con nói như vậy, liền bảo kẻ hầu gọi chiên đà, gấp bảo đao phổ giết tỳ kheo, người đứng ở trước trong cung ta. Tức thì dẫn kẻ sát nhân vào, tên là Nan Đề rất bạo ác, tay cầm dao bén giết tỳ kheo, chặt thân của ngài thành 8 khúc. Tỳ kheo bị chém thân không máu, chỗ chặt phóng ra ngàn ánh sáng. Lại có vòng công đức cát tường bỗng nhiên hiện ra trong thịt ngài. Khi làm điều cực ác vậy rồi, lúc đó ta đi dạo vườn cây, những việc ca múa đều không thích, vì nghĩ đến pháp sư Hoa Nguyệt. Lúc ấy ta liền ra khỏi vườn, ta lại đi vào thành Trân Bảo. Khi ta lên xe đi đến đó là chỗ giết chết vị tỳ kheo, liền nghe tiếng gào trên không trung, vô lượng chư thiên đang kêu khóc, đều bảo vô ác tạo nghiệp nặng, chết đọa A Tỳ chịu khổ đau. Khi vua nghe tiếng của chư thiên, ôm lòng sầu não rất lo sợ: Ta đã làm vô lượng tội nặng, bởi vì giết tỳ kheo Thiện Hoa, Như Lai đầy đủ vô lượng trí, ngài là con Phật bậc tối thắng, điều phục các căn tâm tịch diệt, ta vì ái dục nên giết ngài. Có người thọ trì pháp Như Lai, khi tạng chánh pháp bị hoại diệt, hay vì thế gian đốt đèn trí, ta vì ái dục giết vị ấy, là bậc y vương của thế gian, trị bệnh phiền não cho chúng sinh, lại dùng cam lồ cứu thế gian, ta vì ái dục nên giết ngài. Đạo sư nắm giữ tạng thắng pháp, chúng sinh tâm tối thắp đèn sáng, bậc pháp vương trì đà la ni. Ta vì ái dục nên giết ngài, vì đời diễn nói thắng diệu pháp, thầm thân vi diệu khó thấy được, nói rõ con đường đến đạo tràng, ta vì ái dục nên giết ngài. Trí ngài thanh tịnh không uế tạp, ngưng tịnh tịch diệt hằng tại định, mắc mù ái dục nên giết ngài. Dục là nhân khổ cần phải bỏ. Các đức Phật quá khứ vị lai và nhân trung tôn ở hiện tại, công đức vô lượng như biển cả, mọi người chắp tay quy mạng ngài, chết vào đường ác ngục A Tỳ, không ai có thể cứu ta được. Đã tạo tội không tính nghiệp quả, bởi vì giết hại đại pháp sư. Than ôi tâm ác tạo nghiệp khổ, than ôi ngôi vua tự ngạo mạn, rốt cùng ngôi vua đâu chắc thật, hãy bỏ tất cả sống một mình. Trước không dục nhiễm tu tịnh nghiệp, từ bi ái ngữ đúng con Phật, chỉ vì thương đời lìa các lỗi, ngài Thiện Hoa Nguyệt đi về đâu? Than ôi bậc thánh đầy sức nhẫn, than ôi diệu sắc đức tương ưng, không hề hỷ luận con đức tụ, nên ngài bỏ con đi về đâu? Này con mới biết đời lời đại tiên, thế gian vì dục nên bị hại, thân tâm đóng bức nhân đường ác, biết như vậy rồi
bỏ dục hành, chết vào đường ác trong địa ngục, không ai có thể cứu ta được. Tạo ra nghiệp ác thật nặng nề, bởi vì giết hại tỳ kheo ấy, bỏ ngôi vua, lao nhọc sợ hãi, phụng trì cấm giới tu phạm hạnh. Nay con nhờ Ngài được tự tại, hoan hỷ tịnh tâm dựng tháp lớn, cúng dường bậc trí tuệ vô não, kho tàng trí tuệ bậc tàm quý. Chớ để con đọa ba ác đạo, xa lìa tiếng ác và hủy báng, phi hậu cung nhân các thân thích, đệ tướng tối cao và nô tỳ, sát lợi trưởng giả cùng các quan. Lúc đó vua khóc nói họ rằng: các khanh vì tai mau sửa soạn các thứ hương hoa thật tốt tươi, y phục thượng diệu và dầu sữa, dùng để hỏa táng tỳ kheo này. Bây giờ các khanh mau chất lên tất cả củi thơm thật thắng diệu, chiên đàn theo mùa nước trầm hương, tô tỳ lực ca và long não, trăm ngàn y phục tẩm dầu sữa, thả đều quấn vào thân tôn giả. Ta dùng tín tâm thật tối thượng dâng các vật quý báu cùng ngài. Nghe sắc lệnh đại vương ban bố, đệ tướng đệ nhất dân trong thành dùng các dầu thơm tẩm gỗ hương, các thứ hương bột thật thắng diệu, lấy nước hương bột rửa sạch ngài, lại dùng các hương tẩm thân ngài, dùng y dầu sữa quấn quanh thân, để thân ngài lên các gỗ thơm, thân vi diệu mâu ni thuở xưa, ba học và sáu đấu xá lợi, nhà vua đã làm tháp thắng diệu, cúng dường các thứ luôn lễ bái, vòng hương xoa bột trăm lời khen, theo treo các linh đẹp và dù lòng, phi hậu cung nhân và con cháu từ đó ra thành đến chỗ ngài. Nhà vua mỗi ngày cúng ba lần, sau đó mới từ tháp trở về, vòng hoa tươi tốt đã cúng dường, trang nghiêm bằng tràng phan bảo cái. Bởi vua ngu si tạo các tội, ngay chỗ tháp ấy thành tâm tháp, thành tâm sám, trải qua 95 ức năm, luôn luôn sám hối không mệt mỏi. Trí tuệ có được rất thanh tịnh, kiên trì cấm giới không sức mẻ, suốt ngày đêm thọ tám trai giới, hộ trì thanh tịnh không hỷ phạm. Vô bị ngăn che bởi ái dục, tự thân tạo ra nghiệp bất thiện, thân hoại mạng chung đọa địa ngục, ở trong A Tỳ chịu cực khổ. Từ trước đến nay không được gặp 95 ức các Như Lai. Trong 95 ức kiếp ấy, sinh ra ở đời thường bị mù, 62 ức na do kiếp, tuy có mắt sáng lại bị hư. Lại trong một ức na do kiếp, dù có mắt sáng lại bị mù, cũng lại luôn bị chặt tay chân và bị cắt tay mũi môi lưỡi. Sinh trong loài người na do kiếp, sinh các chỗ khác cũng như vậy. Nhà vua đã tạo vô lượng tội, ở các thế gian thường bị khổ. Nếu ai muốn được sự an lạc, hãy nhớ đừng làm nghiệp ác nhỏ. Nhà vua tuy đã sám hối rồi mà vẫn không thoát nghiệp đã tạo. Đã tạo nghiệp ác như vậy rồi, sau chết phải đọa ngục A Tỳ, chặt hết thân đầu và tứ chi, lại bị cắt tay và xẻo mũi, móc hai con mắt không nói hết. Vô lượng ức kiếp vì dục vậy, tạo nhiều nghiệp ác lúc mạng chung, sau bị xẻ thân thế cho người, đó là chặt đầu và tay chân, bỏ vua bỏ con vì bồ đề. Bỏ vợ thương yêu nhiều tiền của, cung nhân, tệ nữ, voi và ngựa, xe chạy, thuyền chèo, các báu vật, vô lượng ức đời vì đại đạo. Vua dũng kiện đắc là thân ta, xưa ngàn người con Phật hiền kiếp, Phật Liên Hoa Thượng là Nguyệt Thị, Đao Phủ chính là Phật Tịch Vương, cung nhân, phi hậu và dân thành, thân thích bạn hữu và nô bộc, sát lợi thắng diệu cùng chủ thành, tất cả người ấy quyến thuộc ta. Nếu ai theo ta trì cấm giới, dùng tâm kính tín để cúng dường, tất cả thảy đều bát niết bàn, nhờ tấm lòng tốt chứng bồ đề. Đồng tử xưa ta vô lượng kiếp, được thấy Phật ly cấu vô não, tu theo hạnh bồ đề vô thượng, xưa kia còn chịu khổ như vậy. Nếu có Bồ Tát trụ tổng trì, khéo tu hạnh từ luôn bất động, kẻ ấy không đọa các chỗ ác, cúng dường Phật ly cấu vô não. Nếu muốn thành Phật làm Pháp Vương, ba hai tướng tốt tự trang nghiêm, cần phải giữ giới không ô uế, luôn luôn thuyết pháp trụ tổng trì.
Này đồng tử, nếu Bồ Tát nghĩ như vậy, nay ta làm sao có an lạc để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Các Bồ Tát ấy nên an trụ vào tịnh giới tụ. Đối với tất cả Bồ Tát, khởi lên ý tưởng xem như thầy mình. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Nếu có Bồ Tát trụ giới tụ, dùng tâm lợi ích hành Bồ Đề, người ấy mau được sự lợi lạc, hay được thượng nhẫn làm Pháp Vương. Thường dùng tâm hòa an bất động, hàng thường tạo tác các nghiệp vui, sau đó được gặp nhiều Đức Phật, mau được Bồ Đề lìa lưới nghi. Nghe ta dạy sự tối thắng ấy, thế các tỳ kheo trì tịnh giới, dùng tâm ngay thẳng để phụng sự. Sau đó không lâu được định này, nếu dùng hàng xa kho cất giấu, tràn đầy bảy báu ở trong đó, kho tàng ấy rộng lớn như vậy, giống như vô lượng hàng xa cõi. Nếu có Bồ Tát thích tuệ thí, suốt cả ngày đêm không gián đoạn, dũng mãnh bố thí không ngừng nghỉ, trải qua vô lượng hàng xa kiếp. Nhưng ai nghe được tam muội này, liền giữ tất cả kho mâu ni, đó là vô lượng khối phước đức, hơn bố thí trước khó nghĩ bàn. Phước đức như vậy rộng vô biên, hay diệt trừ được khổ thế gian, đó là công đức tụ tối thượng, so với bố thí phước vô cùng. Tùy thuận Bồ Đề đệ nhất tạng, Bồ Tát trí tuệ hay thọ trì, nếu ai nắm giữ tam muội này, đủ của cải thù thắng Bồ Đề. Đó là biển đa văn Phật Pháp, phước đức người ấy khó cùng tận, với pháp thắng diệu khó nghĩ này, gọi là Bồ Tát chân hộ trì. Nếu ai hay nói định tịch diệt, Bồ Đề người ấy liền tăng trưởng, chỉ trừ thế sư điều ngự sĩ, đầy đủ đại bi tự nhiên trí, hay được vô lượng các công đức, phước đức thành tựu ngày càng tăng, trong cõi tam thiên đại thiên ấy, không ai có thể so sánh được. Phước đức vị kia không ai bằng, bậc trí khen ngợi cũng như vậy. Nếu ai nghe được tam muội này, có thể thọ trì và đọc tụng, vì cầu thắng Bồ Đề chư Phật, những người như vậy mới sánh bằng. Phát sinh đa văn giống như biển, phước đức người ấy không lường được, thọ trì đọc tụng tam muội này, những người như vậy được phước đức. Này đồng tử, nếu phước là sắc, tất cả thế giới không chứa hết. Cho nên đồng tử, nếu Bồ Tát mà muốn cúng dường tất cả Phật, bậc thanh tịnh quá hiện vị lai, phải nên thọ trì tam muội này, đó là thắng Bồ Đề chư Phật. Đồng tử ông nên tin lời ta, Như Lai đã nói không thể khác. Tất cả chư Phật không nói dối, tuổi xưa khó nghĩ trong trăm kiếp. Ta vì việc ấy thân hao mòn, thường tu hạnh Bồ Đề thắng diệu, vì cầu được thắng định như vậy, cho nên người phải thọ pháp tạng. Vô số kinh điển từ đó ra, phước đức ấy lớn khó nghĩ bàn, có thể đạt được trí chư Phật, tất cả kinh điển nó đứng đầu. Sinh ra vô lượng các nghiệp lành, nói kinh này luôn luôn không sợ, ngàn mé pháp ấy bất khả đắc, đập nát tam thiên thành tro bụi. Có thể biết được số phi trần, thường nói trăm ngàn kinh khó nghĩ, không ai đo lường được người ấy, các chúng sinh trong cõi Phật này, hơi thở vào ra có thể biết. Bồ Tát thường diễn thuyết kinh này, không ai biết được đâu ngàn mé, nếu quốc độ Phật như hằng xa, sáu đường chúng sinh ở trong đó, có thể biết được tâm của họ, điều kinh ấy nói ra, nói ai biết được. Vô lượng các ức cõi thế giới, cái biển cả sông hồ cõi ấy. Có thể biết vô số các ấy, các pháp ngài nói ra, nói ai biết được. Chẻ một sợi lông thành trăm phần, đếm số giọt nước nhiều ức cõi. Biết các biển nước trên thế giới, các lời ngài nói không thể biết. Vô lượng ức kiếp trong thế giới, có bao nhiêu chúng sinh tất cả, nhiều như các bụi vẫn biết được. Điều kinh ấy nói không thể biết, điều ngài diễn thuyết không đoạn tuyệt, tất cả chúng sinh trong mười phương, âm thanh của họ đều tính được. Không thể biết số tu đa la, ngôn từ của nghĩa đại khéo học. Lại hay diễn thuyết tất cả pháp, trí tuệ rộng lớn và thông lợi, rồi biết thật pháp cùng hỏi đáp, trí tuệ thông đạt nghĩa sâu rộng. Ngài thường biết tâm chẳng nghĩ bàn, biết hết tự thể tánh âm thanh, cho nên ngài không nói chướng ngại, gọi là đại pháp sư vô ngại, thuyết pháp cho đời không đắm trước, khéo học tập hỏi đáp giải thích.
Vì hiểu rõ đệ nhất nghĩa đế, trong một câu giải thích nhiều nghĩa. Nói chẳng nghĩ bàn không trở ngại, đã học về của nghĩa vô ngại, diện thiết giữa chúng không bế tắc. Nếu ai thường trụ tam muội này, thành tựu vô ý không động chuyển, đã được pháp lực hành thắng hạnh, lợi lạc vô lượng ức chúng sinh. Như núi Tu Chi đứng bất động, dẫu cho gió lớn vẫn không hoại, tỳ kheo pháp sư cũng như vậy, tất cả dị luận chẳng lung lay. 3.000 cõi đại thiên thế giới, bao nhiêu núi non ở trong đó, tất cả gió thổi có thể lay. Tỳ kheo trụ không luôn bất động, nếu ai cũng tương ứng với không, là chỗ trụ xứ Phật quyết định. Nếu ai định biết các pháp không, tất cả dị luận không thể hơn, các tà thuyết khác không thể động, tất cả ngoại luận không thể hoại, không ai xâm lăng hủy nhục được. Nhờ nói định tịch tịnh như vậy, người ấy cùng tận với pháp không, luôn luôn an trụ trí vô thượng, với tất cả pháp không nghi ngờ. Nhờ trì tam muội tối tháng này, được đạo phẩm các lực không khó, thân túc biện với biện tài vô ngại, đạt được thánh thông cũng như vậy, nhờ thọ trì tụng niệm cái này. Chết đây sinh kia đâu có khó, hay thấy trí tối thắng vô thượng, chẳng nghĩ bàn ức na do Phật, ai trì cái này đều thấy hết. Đối với tất cả chỗ chư Phật, được nghe định ly cấu như vậy, thành tựu trí tối thắng tương ưng, đạt được tận cùng bốn biện tài, nơi các cõi 3.000 thế giới, từ chỗ thấp nhất đến đỉnh cao. Chư thiên mến yêu Chiếu Ma Ni, cùng với bảy báu thật sung mãn, mười phương vô lượng các cõi Phật, từ dưới đất thấp đến đỉnh cao, đều đầy dẫy đầy vàng chim phù đàn, đem các báu này dâng Mâu Ni. Tất cả báu vật trong thế gian, qua vô lượng kiếp đem bố thí, dâng cúng Như Lai mãi không thôi, thâm tín là việc cầu Bồ Đề. Đã có tỳ kheo yêu thích không, một lòng chắp tay mà lạy Phật, so với phước đức rộng thí trước, phước ấy không bằng một phần nhỏ. Nếu ai có được nhiều của cải, tính tâm vì phước nên bố thí. Để cầu Bồ Đề thật vô Phật vô đẳng, ta đọa thế gian mới so sánh. Nếu ai đối với tam muội này nghe xong thọ trì bốn câu kệ, người ấy đã nhóm các công đức phước trước trăm phần không bằng một. Bồ Tát tối thắng hành bố thí, chưa thể mau thành đạo vô thượng. Nếu nghe được định thù thắng này, mau chóng được Bồ Đề vô thượng. Nếu hay đạt được tạng trân bảo, đầy khắp vô lượng hằng xa cõi, vô số báu vật thật sung mãn, Bồ Tát không cho là giàu có. Nếu đọa các ái tu công đức, lại hay đạt được tam muội này, liền đủ tất cả vật thể sống, vật để sống, kho tàng đầy ắp của cải nhiều. Cho dù có được bốn thiên hạ, bậc trí chẳng lấy đó làm vui. Nếu như được định ly cấu này, hoan hỷ vui mừng lợi chúng sinh. Bây giờ Đại Bồ Tát Di Lặc với đầy đủ áo mão liền khen ngợi sự lợi ích của tam muội này, cũng vì Bồ Tát thời tương lai mà thọ trì đọc tụng tam muội này sẽ được hoan hỷ vì nó giúp thêm năng lực cho họ. Bồ Tát Di Lặc nói bài kệ rằng: Nếu ai hay trì pháp người trí, bậc công đức oai thế cứu độ, có thể thọ trì nơi chư Phật, pháp nhãn thật vi diệu rộng lớn. Đời ác mạt thế nhiều tham sân, bà bất phóng dật thường buông lung, đầy đủ thật nghĩa thắng kinh điển, người nào có thể thọ trì được. Với các giới định nhẫn văn tài, khéo học oai nghi để trang nghiêm, ưa thích pháp trí cây giải thoát, thường mặc áo tàm quý tối thượng, trì đại trí tuệ thích xuất ly, chính là pháp sơn vương đại địa, nhìn thấy thế gian không đạo sư, dẫn họ đi đến Bồ Đề Phật. Họ đã điều phục tâm tịch diệt, người ấy hướng đến nhất thiết trí, không hướng chúng sinh khiến điều phục, căn bậc nhất thiết trí tối thắng, từ chứng giải thoát khiến đến bờ, nơi cành nhánh cây ái mà giải thoát. Chúng sinh thường tùy miên phóng dật, có thể khiến họ được giác ngộ. Giới họ thường thích khéo điều phục, cũng thường ưa thích nơi pháp thí, không tương ưng với tâm tật đố, ưa làm tuệ thí không kiêu kiết. Thấy các chúng sinh nghèo khốn khổ, thường khiến no đủ sống dồi dào, đầy đủ công đức đệ nhất đạo, bậc trí tất cả luôn tu tập, trong đại pháp thắng diệu hết thảy, dùng tâm hoan hỷ đánh vang rền,
đoạn trừ lưỡi nghi rõ diệu pháp, trí tuệ kiên cố như kim cương, ở trong chúng trụ thắng thánh pháp, luôn biết tâm ái dục chúng sinh, diễn thuyết pháp cam lồ tối thượng, nghĩa là tu đa la cốt yếu, mỗi một tự trụ thắng thần thông, hay cho thế gian mắt tối thắng. Trừ bỏ tối tâm như mặt trời, hay sinh trí tuệ cũng như vậy, hiển bày chân thật, trừ sợ hãi, trí tuệ tăng thượng tu thiền định, ngài nói pháp vi tế tối diệu, gọi là tịch diệt thắng xuất ly. Mỗi một nghe nhận kính người trí, kiến lập tính nghĩa phước tăng thượng, luôn biết tạng thắng pháp thế gian, luôn luôn tuyên thuyết lời hay đẹp. Ngôn ngữ khéo léo đạt nghi thức, pháp này chỗ nương đèn phát sáng, thường dùng thiện tâm lợi chúng sinh, tu hành pháp vi diệu tối thượng, ngài trụ pháp đạo lìa trần nhiễm, và dùng tánh tịch tỉnh lợi ích, lấy pháp giáo hóa các thế gian, được làm đại pháp vương tối thắng, hay làm bậc pháp vương vô thượng, rồi nói đệ nhất thật cung kính, thường hay hộ trì diệu chánh pháp, tùy thuận chuyển vận thắng pháp luân. Với kẻ ngu si tự phóng túng, xem thấy chúng sinh ái như vậy, thấy tâm mê loạn rơi đường hiểm, và con đường ác khó thoát khỏi, khởi tâm thanh tịnh đại từ bi, nhờ đó hay trừ khổ thế gian, diện thuyết đạo với diệu tối thắng, đó là con đường tám chánh đạo. Pháp ấy rất rộng và kiên cố, tạo ra thuyền thắng pháp vô thượng, hay ở biên sinh tử phiền não. Tế độ các thế gian sợ hãi, quán đạo phẩm không là áo giáp, làm vị thuyền trưởng rất dũng kiện, xa lìa sợ hãi thường an lạc, an trí chúng sinh thắng xứ ấy. Họ đã trì chú hành oai nghi, giải thoát tất cả khổ bức bách, đạt đến thuật sáng trí cứu cánh, bậc trí hay biết dục chúng sinh, thấy bệnh phiền não không chỗ về, các ác tai hoạn não thế gian, liền đem pháp dược để điều trị, như pháp vì họ mà cứu chữa, dùng các thắng thuyết trừ dị luận, ngôn từ vi diệu mà tự tài, biết các ngôn ngữ đạt pháp nghĩa, dũng mãnh trụ nơi thắng trí địa, sức nhẫn nhục trí tuệ đầy đủ, mặc áo giáp từ bi kiên cố, bậc thánh dùng tuệ vui người trí, an trụ trong pháp không quanh co, ngài là bậc tối thắng ba cõi, đối với chúng sinh được tự tại, thế các chúng sinh theo đường ma mê mờ đối với đường chân chánh, đường ấy tối thượng thánh vô cấu, có thể hiển bày sự vô ý vô lượng trăm ngàn na cho chúng đi đến đường ấy không buồn lo. Các ngài là đèn sáng cho đời, chỗ cứu chỗ nương là nhà cửa, chúng sinh sợ hãi thấy vô ý, an ủi tất cả các chúng sinh. Thấy họ hằng trăm khổ bức bách, giống như người mù chẳng thấy gì, đốt lên đuốc pháp rất tối thắng, diện thuyết hiện bày nghĩa chân thật, họ học nghề hay lợi chúng sinh, hay được tiếng tâm và công đức, an trụ nghề nghiệp đúng như pháp, khiến các chúng sinh được an lạc. Tất cả đều được đến bỉ ngạn, có thể làm đạo sư tối thắng, vì thương chúng sinh hướng Bồ Đề, khiến họ an trụ nơi vô ý. Mâu ni luôn luôn không nhàm chán, đó là trí tuệ và phước đức, đã đến bờ giới nhẫn thiền định, an trụ pháp thầm thâm vi diệu, đối với tha nhân không nhàm chán, diễn thuyết pháp tịch diệt tối thắng, giống như trời mưa khắp mặt đất, mưa pháp tràn đầy cũng như vậy. Nếu có chúng sinh đến chỗ ngài cầu hiểu pháp sâu và chánh nghĩa, được ở chỗ ngài nghe pháp báu, hay trừ vô lượng vô biên khổ, các nghi hoặc họ thật to lớn, liền dùng đa pháp mà cắt đứt, đến bờ giới nhẫn và tá muội, biết chỗ ưa thích của chúng sinh. Đại sĩ đã đạt trí cứu cánh, đã khéo hiểu biết dục quần sinh, quán sát tâm sở hành chúng sinh, vô tâm sở hành nhất định biết, nếu ai nghe lời bậc trí tuệ, khiến vô số chúng được tịnh nhãn, vượt qua bờ thiền định giải thoát, hay được an trụ đường chân thật, hàng ức vô số các chúng ma không thể biết được tâm hạnh họ, giống như dấu chim giữa hư không, mọi người đều không thể biết được, điều phục tịch diệt sức trí tuệ, an trụ tối thượng trong thánh pháp, tự tại đập phá các ma quân, ngộ hiểu thắng Bồ Đề tối thượng, thường được đạt đến bờ thần thông, mau chóng đi đến trăm ngàn cõi, thấy được vô số ức Đức Phật, số lượng cũng như các sông Hằng, mắt tịnh không có các chướng ngại,
đều thấy các đạo sư mười phương giữ gìn giữa các căn không ô nhiễm, tự tại đi đến vô lượng cõi, vì khiến mười phương các chúng sinh một lúc đều thành bậc đạo sư ở trong vô lượng vô số kiếp, luôn luôn khen ngợi không đoạn tuyệt, biện tài vô ngại không cùng tận, đức đức được khen ngợi cũng không cùng. Giới định ly cấu vô đẳng này nhờ trì tại tâm nên được vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn lại muốn hiển bày lợi ích công đức của tam muội này và nói về công hạnh ngày xưa của Bồ Tát, cũng để hiển hiện năng lực tăng trưởng của đồng tử Nguyệt Quang, nói về bản duyên của chính mình bằng bài kệ: Đồng tử, nay ông hãy lắng nghe. Sở hành của ta trăm ngàn kiếp, cúng dường trăm ngàn các Như Lai, để cầu tịch định thù thắng bại. Ở kiếp quá khứ khó nghĩ bàn, như số các bụi hàng trăm cõi, ông nên biết điều ta vừa nói, có Phật hiệu là chúng tự tại. Phật Như Lai ấy có quyến thuộc đầy đủ 60 ức ngàn người, thảy đều lậu tận không phiền não, với 8 giải thoát khéo quyết định. Lúc ấy tất cả các đại địa an ổn giàu có không ô trượt, tất cả mọi người đều an lạc, du hành qua lại đầy vui thích, giàu có của cải thật sung mãn, hưởng thọ các thú vui cõi trời, trì giới điều phục phiền não nhỏ, nhan sắc đoan chánh thích nhẫn nhục, giống như thiên tử ở cung trời. Bậc trí trì giới đủ công đức. Vào lúc ấy có một vị vua tiếng tăm vang lừng tên Thiện Hoa. Khi ở nhà vua có các con cả thảy 500 đủ niệm tuệ. Bây giờ nhà vua ở chỗ Phật sẽ bỏ 600 vạn vườn trần, cây hoa quả đẹp thật trang nghiêm, cúng Phật bậc đại bi tròn đủ, dựng chùa cả thảy 600 vạn, chỗ kinh hành sàng tọa cũng vậy, ca sa y phục ức trăm ngàn, trải chỗ kinh hành nơi nghỉ ngơi, như vậy vô lượng trăm ngàn thứ dân cúng đầy đủ cho Sa môn. Bây giờ Đức vua lòng tín kính, thảy đều dân cúng đấng thiện thệ, thành tựu tất cả phước đức lực, hình sắc đoan nghiêm thật khả ái. Đức vua thường tu tập thiện đạo, chính mình và người đều an trụ. Có 100.000 na do tha người đi theo Đức vua đến chỗ Phật, tay cầm hoa đẹp và hương xoa, bảo cái tràng phan và âm nhạc, cúng Phật bậc Thế Tôn tối thắng, chắp tay tại đỉnh mà đứng thẳng. Ngàn chúng tỳ kheo đứng im lặng, người trời tu la rồng dạ xoa, thảy đều cung kính mà nhìn Phật. Lành thay, Đức Phật nói pháp gì? Mâu Ni Thế Tôn biết họ muốn, còn biết tâm tối thượng Đức Vua. Phật hay biết rõ đức tin họ, nên mới tuyên thuyết tam muội này. Khi thiện thệ diễn thuyết lời ấy, các núi đại địa đều chuyển động, dây lát hư không mưa các hoa, trăm ngàn hoa sen mọc từ đất. Đã khéo rồi biết câu diệu nghĩa, Phật biết họ muốn nên ký thuyết. Vì vua nói định tịch diệt này, xưa kia người ngươi nghe chỗ phân biệt, tất cả có không do vọng tưởng, không như ngựa hoang, như bọt nước, như mây điện xẹt đều không có, tất cả vô ngã vô chúng sinh, pháp quá khứ vị lai cũng không, không đi không ở lìa xứ sở, thường không chắc thật như huyễn thuật, tất cả thắng định như hư không, không xanh không vàng không trắng đỏ, tên gọi không có như tiếng vang, nơi tâm lìa tâm không tâm tánh, lìa các âm thanh mà không vô, diễn thuyết cố nghĩa mà không chấp, tay tuy lúc không nói chữ chẳng không, văn tự cũng không đến các nơi, cũng lại không từ các nơi đến, chữ ấy vô tận không vô tận, hoặc nói hoặc không luôn vô tận, thường nói cố nghĩa mà bất tận, ai biết như vậy được vô tận? Nếu biết pháp này là vô tận, họ thường hay nói pháp vô tận, tuy nói ngàn loại tu đa la, hàng biết các pháp lìa văn tự, trăm ngàn chư Phật đời quá khứ cũng từng nói về trăm ngàn pháp, với tất cả pháp đều vô tận, pháp vô sở đắc nên vô tận, đâu ai thuyết pháp cho người nghe mà không chấp trước vào văn tự, pháp vốn vô ngã vô chúng sinh, họ có thể thuyết đến vô tận. Bậc trí diễn thuyết tất cả lời, không bị ngôn ngữ biến đổi tâm, biết các lời lẽ như tiếng phan, nên với lời nói không chấp trước, dùng các ngôn âm nói pháp này, lời ấy khoảnh khắc liền tiêu diệt. Các lời lẽ ấy tướng như vậy, tướng tất cả pháp cũng như vậy,
tướng pháp không tướng cũng lìa tướng, luôn luôn không tướng, tướng không tịch, không tịch không dục không thủ xả, cho nên tịch định bất khả đắc, hữu vi vô vi đều xa lìa. Đại tiên như vậy không phân biệt, xa lìa tất cả đường ác kiến, hiểu rõ các nẻo đều vô vi, luôn luôn không nhiễm không sân si, vì vậy tâm thể luôn tịch diệt, nhờ sức tối thượng tam muội này, cho nên biết được pháp ấy không? Như hư không, núi sông, hang, suối, nghe nói âm thanh vang thắng diệu, hữu vi lưu chuyển do duyên khởi, tất cả đời không giống như huyễn, trí lực ưa thích pháp công đức, em trụ trí tuệ tiên thần thông, phát ra ngôn ngữ rất thiện xảo, hay nói định tịch diệt như vậy, chỗ nói giác quán chỉ vọng tưởng, thế gian không thể đến cùng tận, bản tế xưa nay không có tướng, nhưng vì đạo nhân duyên vị lai, tạo nghiệp không vì có chỗ sinh, tùy thượng trung hạ mới có sinh, tự tánh pháp này không hay biết, pháp không vô ngã cần phải biết, nghiệp báo đen trắng không hoại diệt, tự mình tạo tác mình tự nhận, nghiệp không thể đến nơi ở nơi quả, nhân nghiệp hay làm nhân tạo ra, chư Phật diễn thuyết pháp thế đế, quán hữu vi vô vi như vậy, không có chân thật và ngã nhân, tướng tất cả thế gian như vậy, tất cả các cõi đều hư vọng, giống như huyễn hóa trăng trong nước, không vô cũng như đống bọt nước. Dùng tiếng hiển thuyết luôn tịch diệt, tất cả đều bỏ không đắm trước, trì giới oai nghi cũng không chấp nhẫn lực các chúng sinh. Hành giả như vậy được tịch định, tùy theo sự ưa thích của vua, Như Lai ứng cơ mà diễn thuyết. Vua nghe Thế Tôn thuyết pháp rồi, nên cùng quyến thuộc đều tỏ giới. Đức vua được nghe tam muội này, vui mừng nhảy nhót nói như vậy, lành thay bậc nói tam muội này, nên con quy y Phật Thế Tôn. Lúc đó có 8 vạn nhân chúng nghe thể tánh pháp tối thắng này, diện nói nghĩa chân thật bậc nhất, thể đều chứng được nhẫn vô sinh, chúng sinh không có sự sinh diệt, các pháp không sinh vốn không tịch, vua và quyến thuộc biết như vậy, thể đều đạt được nhẫn vô sinh. Bấy giờ Thiện Hoa bỏ ngôi vua, nương theo Phật pháp mà xuất gia. Nhà vua có đến 500 con, thể đều theo cha mà xuất gia. Khi vua và các con xuất gia, ngoài ra nhiều người khác nhiều vô lượng, tất cả vì cầu mong Phật pháp, cũng theo Phật pháp mà xuất gia. Như Lai tự tại dạy cho họ đầy đủ cả thảy 2.000 năm. Vua với các con và quyến thuộc trong 2.000 năm tu pháp hạnh, trải qua số năm tháng như vậy, Đức Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn. Khi các thanh văn đều diệt độ, chánh pháp về sau rất suy vi. Đức vua Thiện Hoa có con ngoan, tên là Phước Tuệ đủ chánh tín. Vua có pháp sư làm đạo sư, tọa trì định thắng tịch như vậy. Thông minh trí tuệ có niệm lực, vô lượng trăm ngàn người cúng dường, trăm ức chư thiên đều theo hầu, đi đến nơi nào cũng khen ngợi, lời nói êm dịu không thô tháo, điều phục học giới, khéo phòng hộ, âm thanh hòa nhã, lời khả ái, trí lực tổng trì đều đầy đủ, được ca sa đẹp cả trăm ức, tỳ kheo hiệu là Danh Sơn Quán, phước lực vị ấy không ai bằng, vô lượng tỳ kheo sinh đố kỵ, đầy đủ phước đức và sắc lực, cũng đủ trí tuệ và thần thông, hộ trì tịnh giới xuất thiền định, chỗ khởi sinh pháp lực tỳ kheo. Tại gia xuất gia giả bốn chúng, mọi người chiêm ngưỡng cùng yêu mến, nếu trong Phật Pháp được niềm tin, kính tâm ái trọng mà cúng dường. Tổ sư con quý vua Thiện Hoa, tên là Phước Tuệ bậc tịnh tính, biết tỳ kheo ấy khởi tâm ác, ở bên thầy mình để hộ vệ, thì có 50 vạn quân chúng, đều mặc áo giáp tay cầm cung, tương theo ủng hộ pháp sư ấy. Diễn thuyết Bồ Đề hạnh tịch diệt, ở trong đại chúng nói pháp này là không, không ngã, không thọ mạng. Nếu ai còn có sự chấp ngã, họ sẽ không thích pháp sư nói. Chúng tỳ kheo không tin pháp không, tức thì đứng dậy tay cầm dao, rằng ngài nói dối là phi pháp, giết đi sẽ được phước đức lớn. Pháp sư thấy dao không sợ hãi,
Nhờ Ngài tư duy đến pháp không, chẳng có chúng sinh để giết chết, không có ngã nhân như vách đá. Tỳ kheo pháp sư liền chắp tay, mở miệng nói rằng Nam mô Phật. Nếu nơi pháp không thật không dối, khiến đau trở thành hoa mạn đà, vì bậc hộ giới muốn như vậy, vừa nói không trung liền mưa hoa, các núi đại địa đều chấn động, đao liền biến thành hương hoa đẹp. Bấy giờ kẻ chấp kiến cầm đao, chúng tỳ kheo ấy đều xấu hổ, khiến tay cầm đao không cử động, kinh hãi hoảng sợ rất hãi hùng. Còn ai có niềm tin nơi Phật, những người ưa thích nơi pháp không, kêu khóc lóc kêu gào tiếng thật lớn, tất cả y phục đều dâng cúng. Tỳ kheo pháp sư khởi lòng từ, ở trước đại chúng nói rồi lặng, nói lời rằng: Nếu ai sân hận đối với ta, ta sẽ vì họ hành bồ đề. Bạn bè theo pháp rất là ít, pháp sư luôn bị họ xâm hại. Nghe xong những lời không vui ấy, năng lực nhẫn dục càng thêm mạnh. Khi vị pháp sư 80 tuổi diện thuyết tạng pháp không Như Lai, vô lượng trăm ngàn tỳ kheo ác nhờ sức của vua khiến thoái lui vị pháp sư ấy vào lúc khác, lợi ích vô lượng trăm ngàn chúng suy xét giới hạnh không sức mẻ, tức thì đi đến chỗ phước tuệ. Vua thấy pháp sư rất cung kính, liền hỏi tỳ kheo ấy lời rằng: Đừng để bậc đại sư của ta tâm bị não loạn không hoan hỷ. Ngài liền tâu rằng: Xin vua nghe, chỗ khởi sinh nhẫn lực chư Phật, nếu ở chỗ tôi nói lời ác, liền khởi thắng từ tâm tăng thượng, đã qua vô lượng trăm ngàn kiếp. Trong thời quá khứ tu nhẫn nhục, tỳ kheo xưng quan chính là tôi. Như Lai Thích Ca nói như vậy, vào thuở xưa vương tử Phước Tuệ, người ủng hộ pháp sư xưng quan, luôn cả ngàn đời là bạn ta. Ta đã thọ ký làm từ tôn, tổ sư cúng dường Phật tự tại, người tạo chùa tháp thật thánh diệu. Lúc đó vua Thiện Hoa xuất gia, được Phật gọi là Liên Hoa Thượng. Ta ở vô lượng trăm ngàn kiếp, thọ trì pháp tối thắng Như Lai. Ta đã tích tập năng lực nhẫn, đồng tử ông nên tùy thuận học. Khi ta đã bát niết bàn rồi, về sau khi chánh pháp diệt tận, tỳ kheo ưa thích sách ngoại đạo, họ bèn hủy bán thắng pháp ta, thô tháo vui đùa không hổ thẹn, tham lam ăn uống không sợ tội, lại còn đắm trước nơi y bát. Kẻ ấy hủy bán thắng pháp ta, người thích đấu tranh không biết ơn, những kẻ bần cùng dòng hạ liệt, ở trong pháp ta đi xuất gia, họ không ưa thích pháp tịch diệt, thuận theo ý ma mê chúng sinh, theo ma tự do mà chấp trước, kẻ phàm phu buông luôn tham dục, họ không thích nơi không tịch diệt. Tại gia xuất gia cả bốn chúng, vua nịnh ngu si sinh tâm ác, tùy thuận những bản ác như vậy. Kẻ ấy mạt thế chê pháp không. Đồng tử ông đã nghe ta dạy, nên thường cúng dường tăng lăng nhã, bởi họ ưa thích sự không tịch. Những người như vậy giữ Phật Pháp, trong Phật Pháp ta chấp nhận họ, xuất gia thọ giới và Bồ Tát, tín thí đáng cúng, lìa ô nhiễm, người như vậy mới giữ Bồ Đề, thậm chí vứt bỏ cả thân mạng, tu tập pháp không, thích tịch diệt. Nơi pháp không ấy tâm tương ưng, thích ở lan nhã như nai rừng, dùng tràng phan lộng và hương hoa, đem đến cúng dường chỗ chư Phật, cúng dường bậc công đức vô đẳng, mới mau đạt được tam muội này, xây dựng tháp miếu đẹp vô cùng, dùng cát vàng bạc mà sơn vết, tạo vô lượng thứ các hình tượng, vì nhân bồ đề khởi lòng từ. Có bao nhiêu vật lễ cúng dường, bậc tịnh diệu trong cõi trời người, ông nên cầu mong cúng dường Phật, để cầu được trí Phật vô thượng, phải nên như pháp quán chư Phật, là các Như Lai ở mười phương, bậc trụ pháp hiện tiền vô lượng, tất cả Phật tử cần chứng biết, tâm thường lợi ích thích bố thí, trì giới thanh tịnh trụ xuất nhẫn, thích hành nhẫn nhục và viễn ly, hay biết tất cả các pháp không. Tinh tấn dũng mãnh không giải đãi, siêng tu thiền định giới đa văn, trí tuệ hiểu rõ thường thanh tịnh, không lâu thành bậc đại từ bi, dùng quán bất tịnh trừ tham nhiễm, sức từ đối trị được sân hận, dùng pháp nhân duyên phá ngu si, liền được đạo tối thắng vô thượng.
Quán thân giống như đống bọt nước, tất cả đều không, chẳng chất thật. Quán thấy ngũ ấm đều là không, sẽ mau thành được trí tối thắng. Lìa chấp tất cả các ác kiến, không nương thọ mạng và ngã nhân, rồi biết tất cả các pháp không, mau được thành bậc Vua Mâu Ni, với các lợi dưỡng không tham trước. Không được lợi dưỡng cũng không buồn, nghe người khen chê tâm bất động, như núi Tu Di không lung lay. Bởi vì cầu pháp đến cung kính, cho nên nghe xong vội đáp lại, an trụ tất cả hành xứ Phật, mau được du hành trong thế giới, với các thế gian đều bình đẳng, chớ sinh tâm sai biệt ghét thương, cẩn thận chớ cầu lợi danh tiếng, mau được thành bậc thiên nhân sư, luôn luôn khen ngợi công đức Phật. Dùng câu ngôn từ khen như thật, chúng sinh nghe lời khen ngợi ấy, nơi công đức Phật sinh ưa thích, cha mẹ sư trưởng và chúng sinh, tất cả như vậy đều cung kính. Nhưng không tùy thuận theo ma lực, liền được 32 tướng tốt, thường lìa tất cả nơi huyên náo, sống nơi rừng tịch tỉnh không nhàn, đã được tự lợi còn lợi ta, vì cầu giải thoát mau hành đạo, thường thích tu tập tâm từ bi, đối với hỷ xả cũng như vậy, điều phục tịch diệt nên khen ngợi, mau được thành tựu lợi thế gian. Nếu ai muốn được lệnh tịch diệt, hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, cẩn thận chớ gần ác tri thức, luôn luôn thân cận với người thiện, cũng đừng mong muốn quả thanh văn, cũng chớ thích sự tu hành ấy. Chí dũng mãnh thích công đức Phật, mau được thành Phật cũng như ta, luôn nói lời thanh tịnh chân thật, cẩn thận chớ nói dối lời ác, thường nói lời khả ái tốt đẹp, hay được Bồ Đề Phật tối thắng. Đối với thân mạng chớ luyến ái, cẩn thận chớ khen mình chê người, hãy tự nhớ nghĩ công đức mình, chớ nhìn hành vi của kẻ người. Thường thích quán không và giải thoát, ở trong sáu đường chớ ưa thích, bỏ tất cả tướng không còn gì, tâm thường an trụ nơi vô tướng, thường hãy xa lìa với nhị biên, chớ có phân biệt có cùng không. Quán các chúng sinh do nhân duyên, nếu ai biết vậy là đại sư, vứt bỏ tất cả hạnh ái dục, đoạn trừ tất cả tâm uế trược, cắt đứt tất cả sự si ám, được gọi nhân sư tử tịch diệt, luôn thích quán sát sự vô thường, lìa sự khổ vui trong các cõi, ô uế bất tịnh và vô ngã, người tu như vậy là nhân tu, Phật là đèn sáng ở thế gian. Nên nói chánh pháp thù thắng này, Ngài cũng hàng phục các ma lực, đã đến thắng Bồ Đề vô thượng, các công đức ta mới vừa nói, chỉ bày vô lượng trăm ngàn lối, cần phải bỏ lỗi tu công đức, đồng tử như vậy sẽ thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển chính hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.